Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt ở Khánh Hòa và rất là vui khi được có mặt ở công ty Trần Bá Ninh. Tôi xin phép được chuyển đến các bạn một số những cái hình ảnh về công ty anh Trần Bá Ninh. Và đứng bên cạnh tôi bây giờ là anh Tổng Giám Đốc của công ty Trần Bá Ninh. Thì anh có thể chia sẻ với bà con trên chơi lan trên khắp đất nước Việt Nam mình một số những cái thông tin về dàn của mình, cũng như là những cái tâm đắc của anh về cái môi trường cũng như dàn của anh như thế nào, anh có thể chia sẻ với bà con một chút được không ạ? Tôi tên là Trần Bá Ninh, cũng là giám đốc một công ty. Cũng xin chào tất cả các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Thật sự đây tôi thì chuyên lĩnh vực vào các mặt hàng hoa lan, nói chung là đầy đủ các mặt hàng lan nhập khẩu trực tiếp bằng công ty của mình, quá thở là vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam. Cũng hôm nay thì có là anh Hè đến từ Lâm Đồng cũng điều vinh hạnh đó mình. Thì trên quá trình là ở đây thì mình làm thì đa số là xuất và nhập hoạt động liên tục và nói chung đầy đủ các mặt hàng, có thể là quý vị tham quan đến tham quan học hỏi, nói chung những người kinh biết gì kinh nghiệm thành chia sẻ. Thứ hai là những bên mình cái giá thành rất là hợp lý, đầy đủ tất cả các mặt hàng vừa ngành hoa lan. Rồi xin cảm ơn anh. Bây giờ xin phép anh Ninh là em được đi xung quanh cái khu dàn gần 1 hectare này để quay về những cái giò lan mà em cảm thấy rất ấn tượng. Rồi, và okay, bên rồi, cạnh rồi, đó rồi, thì nhờ anh rồi, giới thiệu rồi, một chút rồi. Về thông tin ha. Rồi. Tôi đang có mặt ở trong khu làm việc của công ty của anh Trần Bá Ninh. Như ở đây tôi thấy thực sự rất ấn tượng, có những cái hình ảnh về Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan trao tặng quà lưu niệm cho công ty anh Trần Bá Ninh. Rồi được tiếp kiến đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan. Rồi đây là Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm và bằng khen cho công ty của anh Ninh. Rất nhiều các cái bằng khen và giấy khen từ phía Việt Nam cũng như là từ phía Thái Lan các bạn ạ. Đây là cái khuôn viên đóng hàng của công ty của anh Ninh. Thì như tôi được biết ấy, là hiện nay ở trong công ty anh Ninh là hàng ngày đều có hơn 50 nhân viên live stream và đóng hàng, bán hàng. Hơn 50 người các bạn ạ. Đây là những cái cây đai châu. Ở đây người ta ghi là đã bán đây. Ở đây thì có những cái cây đai châu rất là khủng. Anh Sơn nâng nó lên giùm em được không? Đây là anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc của công ty. Dạ. Quay ngược nắng nó hơi tối. Bản lá rộng vậy nhỉ? Wow. Bản lá gần 10 cm các bạn. Cái này là 1 triệu 8 hả anh? 1 triệu 8. À bán rồi phải không anh? Chưa bán. À chưa hả? Tí nữa em về em chôm luôn. Cái này nữa. Wow. Cái này gần bản lá gần 9 cm. Cái này gọi lá mít phải không anh? Không, lá này lấy bình thường hoa lá mít. Dạ dạ. Cái này là gì đây? Chủ chà thôi cái này bỏ qua tí nữa tính nhá. Nhân viên công ty của anh Đảm vậy, vừa bán live stream lại vừa làm đồ ăn luôn ạ. Bây giờ mình đi, anh có thể hướng dẫn em đi một vòng về trong cái khu kinh doanh buôn bán và treo lan của anh được không ạ? Đi hướng nào thì nó tiện này. Đường này muốn đi nhất một vòng. Đây là đi một vòng nhá. Đi đường này đi. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng. Dạ. Nhà xe nhân viên anh đây ạ. Mát nhỉ. Hôm nay thời tiết ở Ninh Hòa, Khánh Hòa rất là mát các bạn ạ. Tuyệt vời luôn á. Rồi anh đang cầm cái cây này giống như cây cù lao minh anh nhỉ? Cái này là cù lao minh rừng Khánh Hòa. Rừng Khánh Hòa hả anh? Khánh Hòa, nhưng hồi trước kia là mình bán qua bên Thái Lan, sau đó mình nhập lại. À, sao lại có cái kiểu gì mà nó lại làm buồn cười thế anh? Thì nó có một cái nhiều khi mà bán que bán lại. À. Nghĩa là mình bán xong bên đấy cho họ cái giống nhỏ để họ trồng. Không, cái này hồi xưa bán que lên cũng xong rồi là họ trồng xong rồi cái mình nhập ngược lại. Cái này là hàng rừng hay hàng mô hàng đây? Hàng rừng. À làm sao để anh biết được anh? Cái này đây, mình cái gốc nó hả? Vườn đó mà. Nhìn cái gốc đây các bạn này. Đó, cắt đấy. Là trồng này, hồi xưa mình cắt mình đi đưa về nè. À dạ. Đó. Xong bây giờ mình cắt lại này. Để tí nữa ra kia chụp hoa một cái củ long minh nhỉ. Hình như ở ngoài kia em thấy có một cái cây củ lao minh đột biến phải không anh? Đang có hoa. Củ lao minh đột biến có hoa. Đây là cây củ lao minh đang có nụ các bạn ạ. Còn cái cây này là cây dendro lá biên hả anh? Hàng Thái mình nhập về đấy ạ. Hàng Thái mình nhập
Như một cái cốc này nếu mua 1.000 cốc thì bao nhiêu tiền một nghìn cốc là 46.000 đồng một cốc. 46.000 đồng hả anh? Còn mua lẻ mua xỉ thì sao anh? Mua xỉ là 70.000 đồng trên cốc. Cái gì mà xỉ lại 70? Mua lẻ là 70. À mua lẻ 46. À dạ. 46. Còn cái đồ là kia là à có nghĩa là mua lẻ là 70.000. Dạ. Rồi, đi mình đi qua đây tiếp đi anh ơi. Cái này cái gì nữa xanh sạch này anh? Cái này là phi điệp hòn hèo hàng kỳ. À hòn hèo đấy ạ. Nhìn hay phết nhỉ. Cái này lá như lá nhựa ấy nhỉ. Khứa khứa này nhìn là dễ bị lẫn sang cái cây năm cành trắng Phú Thọ lắm các bạn ạ. Cẩn thận đấy. Cái cây đai châu này. Wow. Cái này mấy bản lá đấy ạ? À? Bao nhiêu cặp lá đấy ạ? Cái này 2, 4, 6, 8, 12 cặp lá. Quá ghê gớm luôn. Cái này anh để vườn mình lâu chưa anh? Cái này lâu rồi. Bản lá rộng này các bạn này. Lấy này chắc khoảng 10cm. 10cm. Như một cây này thì bây giờ thế nào anh? Một mẹ hai con à? Cái này nếu mà cái này thì mình bán cái khoảng thì theo cây cái cây 10 con lá 10 sen cây này mình bán lên 5,5 triệu. 5 triệu rưỡi cây đấy ạ. Rồi. Còn cái cây này cái gì mà cao này anh? Cái này đây là cây Korakuki. Korakuki ạ. Korakuki. Dạ. Rồi tí nữa chắc đằng kia có hoa đấy nhỉ? Bên kia đang có hoa. Dạ thôi để tí nữa ra đây quay ạ. Ồ, bây giờ nhiệt độ đây bây giờ chắc nó vào khoảng tầm 38 độ nhỉ? Tầm tầm ở 38 độ. Wow. Đây là nhân viên của anh Ninh đang livestream các bạn ạ. Dạ 408 con này nha anh ơi, 408 con này nha. Ừ, trong công ty của mình hiện nay đang có khoảng 50 người đang làm này phải không anh? Livestream thì ở đây có 12 người. Dạ. Nói chung là nhân viên thì khoảng 5 viên thì 50 người. Dạ, 12 người liên tục ạ. Rồi cặp này thì cái trưa và cái tối. À. Cặp này thì 380k nha. Đấy 380k cặp này hai chút không còn chút giùm em. Những cái nick mà livestream là đều là Trần Bá Ninh hết phải không anh? Có nghĩa cá là Trần Bá Ninh, cá là An Duy, Vườn Lan An Duy, Nhật Duy, Hoa Lan Điệp, Tinh Bé, nói chung là rất là nhiều nick. À thế hả? Dạ. Mình đi đường đó hả anh? Đi vòng đây. Mình đi vòng đường kia. Rồi. Công nhận là anh vườn anh Ninh công ty của anh Ninh có mấy bạn livestream dễ thương thật. Chào các bạn trên kênh Hoa Lan TV đi em. Dạ chào mọi người. Rồi, xin chào em tên gì nhỉ? Dạ em tên là Như Ý ạ. À em làm đây được lâu chưa? Dạ em làm cũng gần được hơn 1 năm rồi. À thế hả? Rồi cảm ơn em nhé. Chuẩn bị lên kênh Hoa Lan TV nhé. Ở đây có một cũng là một bàn các bạn ấy đang livestream trong công ty anh Ninh các bạn ạ. Một ngày thì thường là mình sẽ làm mấy tiếng đồng hồ vậy hả em? Dạ, một ngày trung bình là 3 tiếng rưỡi anh. 3 tiếng rưỡi hả? Dạ. Như em làm ca này thì đến mấy giờ thì xong? Dạ, tùy. À, mấy cái này em bán chưa? Dạ, chưa anh. Chưa hả? Chuẩn bị live tiếp hả? Dạ, đúng rồi. À, em tên gì nhờ? Dạ, em tên Trang. Em chào các bạn đi. Các bạn ở... Em chào mọi người nhá. Rồi. Chào em nhá. Dạ. Tôi thấy nhân viên của anh Ninh rất là dễ gần, thân thiện các bạn ạ. Nói chung là mình thấy là cái hướng làm ăn của anh Ninh rất là tuyệt vời các bạn. Mình cũng ước gì sau này mình được làm được một góc cái dàn như thế này thì tốt quá. Cái trụ này khủng quá nhỉ. Cái trụ này trồng lâu chưa anh Ninh ơi? Cái trụ này trồng 2 năm. 2 năm nhưng mà hồi đó trồng trâu rừng. Dạ. Cho nên là cây cũng đã lớn rồi, cho nên là có cây thì hình như 11 cặp lá các cây. Wow, cái này rộng thế nhỉ. Đây so các bạn nhìn cái lá này so với cái điện thoại tôi này. Samsung nhá các bạn nhá. Samsung S cái gì đây? Z à, Samsung Z7 các bạn. Quá khủng khiếp luôn. Cái bàn tay của mình còn nhỏ hơn cả cái lá nữa. À đây, đây có hoa đây phải không anh Ninh? Cái gì đây? Cây khác ạ. À rồi. À. Cầm đây bí, cầm đây em. Ở đây các bạn ấy vẫn đang làm việc rất là tích cực các anh chị ạ. Cái này anh mời sang chậu hả anh? Ừ, cái này là bỏ thơm chậu, có nghĩa là một chậu nhựa và một chậu gỗ. À,
như thế này gỗ nữa. Như thế này thì để tác dụng gì đây ạ? Cái này để cho, nói chung là cái chậu này nó nhỏ quá, sen vô cho cây nó bám vào cái chậu nó nhiều hơn. Như vậy đây là một cái bí quyết để sang chậu, thêm chậu cho các bạn ạ. Thì các bạn mua những cái cây mà trong những chậu nhỏ về, các bạn có thể sang vào chậu lớn, trực tiếp nhét cái chậu nhỏ vào trong chậu lớn như thế này các bạn. Rất đẹp. À, đây là cây Korakori đang có nụ các bạn ạ. Dạ. Cái cây này nhìn gần giống như là cái cây dáng hương cửu bảo tiên đấy nhỉ. Khá là giống đấy, cái nụ khá giống đấy các bạn ạ. Ở đây là cái khu để chuẩn bị sang chậu. Có phải cái này chuẩn bị vào chậu không anh? Dạ. Wow. Rất là nhiều những cái cây đai châu mà phải nói là khủng khiếp luôn các bạn ạ. Còn cái cây Korakori này cũng kiểu vậy, ra là 2 gốc đai. À dạ. Rất hấp dẫn, 2 gốc và xét gốc luôn. Quá đẹp nhỉ. Một cây Korakori như này thì bao nhiêu tiền anh? Cây chắc là anh không biết nhỉ, anh không nắm giá đúng không? Đi, mình qua bên này ạ. Chào bạn nhé. Tiếp tục làm đi em. Ngày hôm nay bán được bao nhiêu đơn rồi? À, đây là cây củ Lao Minh đúng không em? Như cây củ Lao Minh này thì mình công ty mình bán bao nhiêu một cây đây anh? Một cái chậu này, giò này đấy ạ. 240 một cây. 240 một giò hay 240 một cây ạ? 240 một giò. À, 240.000 một giò này ạ. Rồi, quá đẹp luôn các bạn. Đang có hoa luôn. Cái hoa này thì nó nở được bao nhiêu ngày thì nó tàn nhỉ em nhỉ? Chắc là khoảng, chắc phải tầm gần một tháng đúng không? Rồi, ok em. Em cứ tiếp tục công việc đi nhá. Các bạn ý thấy Hà quay video clip, các bạn ý ngại. Ở đây nó giống như là một cái khu gọi là lưu trữ hoa lan các bạn. Quá nhiều luôn. Đây tôi quay cái nồi cơm của công ty Anh Ninh cho các bạn học hỏi nhá. Cái này mà không có mối quan hệ mà quay là người ta lại đuổi ra khỏi dàn luôn đấy, chứ không đùa đâu. Nên là bây giờ mình cứ quay thôi. Liều ăn nhiều các bạn ạ. Đây các bạn này. Cái kệ này nó cao khoảng 1 mét. 2 tầng nhá các bạn. À, ở trên này là có cái kệ bằng nhựa. Và những cái chậu lan ngọc điểm. Hay gọi là cây đai châu, cây nghinh xuân. Người ta đặt trên kệ này. Đấy. Và ở bên trên này là người ta có che một lớp lưới cộng với một lớp ni lông. Và ở đây là cái hệ thống tưới tự động phun mưa. Hệ thống tưới tự động phun mưa các bạn ạ. Đấy. Rất là chuyên nghiệp và bài bản. Chỉ có ở đây là, ô, cái này đâu phải ni lông đâu, chỗ này là tôn sáng các bạn ạ. Tôn sáng ạ, đây là tôn nhựa sáng, không phải ni lông nhá. Nhưng mà nó che mưa, tóm lại là che mưa. Đây. Rất nhiều các loại đai châu và các loại lan đơn thân. Thực sự thì tôi cũng không biết hết được tên những cây này đâu các bạn. Ở cái khung ngoài này là anh ấy treo, ở đây cũng khá thuần rồi các bạn. Tôi thấy độ ẩm không khí ở trong này rất là tốt. Mặc dù nóng, nắng nhưng mà độ ẩm không khí rất tốt. Ở đây thì cách biển cũng gần lắm các bạn. Những cái cây không khí đây. Ở đây có cái cây không khí đây đang nở hoa. Anh ơi ở đây cách biển sao không anh? Ở đây cách biển mấy cây ạ? Mấy cây số cách biển đi. Cách biển khoảng 1 cây số à. Vườn mình cách biển có 1 cây số thôi. Nhưng mà gió biển vẫn thổi vào đây đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đây tôi chia sẻ các bạn này, thời gian qua có một số bạn nói với tôi là em ở gần biển lắm, có là trồng lan được không? Thì dạ. Chung quanh là hầu như là có nước mặn rồi ạ. Dạ vâng, thì thực sự là ở gần biển như thế này mà người ta vẫn trồng được các bạn. Ở đây là những cái cây vũ nữ hoàng hậu đây các bạn này. Vũ nữ hoàng hậu hàng cực trong cốc. Đây các bạn muốn chơi hàng trong cốc thì các bạn có thể lấy cái này ra nhé. Các bạn nhổ nó ra, các bạn trồng lại vào trong cốc thôi. À, trồng lại vào trong chậu lớn hơn một chút là xong. Còn bên này là những cái cây đai châu. Hàng
hàng này gọi là hàng giống à, rất là nhỏ. Đấy thì ở đây tôi thấy hình như là bên công ty của anh anh Ninh là bán từ những cây nhỏ nhất cho đến những cây lớn nhất, rất là nhiều các cái loại kích cỡ để mình có thể lựa chọn các bạn ạ. Ngoài đai châu và các giống lan đơn thân ra thì mình còn những cái gì khác nữa không ạ anh Ninh? Có nghĩa là chầm rồi tất cả mặt hàng, nói chung là vừa bên Thái có gì mình có đó. Còn ngọc điểm nói số là bờ hàng rừng thì chủ yếu là ngọc điểm rừng. Nhưng mà hôm nay hình như là rừng, hàng thân thòng là hơi ít đúng không anh? Thân thòng ít tại vì mới xuất mới hết rồi. À mới xuất hết rồi. Vừa lại. Dạ. Là những cái cây trầm. Cây trầm này gieo hạt hay mô đây anh nhỉ? Trầm này thì là bán lẻ một cục này là mấy nhỉ? Một cục 120.000 một cục này ạ. Bỏ xỉ 85 nguyên thùng. Bỏ xỉ 85 là một thùng là bao nhiêu cây? 150 bảng bỏ xỉ các bạn ạ. Đây các bạn nào mà buôn hay các bạn nào mà muốn đầu cơ thì các bạn có thể liên hệ nhé. Hồi trước tôi cũng có liên hệ ở đây, tôi cũng đầu cơ một ít, nói chung cũng đạt phết các bạn ạ. Còn cái bảng gỗ như thế này thì 155.000 trên bảng. Cái gì anh? 155.000 trên bảng, bỏ xỉ một thùng 90 bảng. À 2 cây. Bán lẻ là 220. Anh phải nói chậm thôi, anh nói thế ai nghe được. Này là bây giờ là ví dụ như bây giờ mua lẻ đi, hai cây này là bao nhiêu? Hai cây này là mua lẻ là 220. 220 là mua lẻ 2 cây là 101 một cây. Còn ví dụ như là 90 bảng như này là một thùng là 155.000 đồng trên bảng. À rồi ok, như vậy là cũng tiết kiệm được phết đấy nhỉ. Đấy. 200 thùng trên ngày. Cái đống này được mấy tấn anh? Không biết bao nhiêu tấn. 200 thùng là 200 thùng lớn cỡ nào anh? Còn thùng lớn là chỉ là không đến thùng lớn, thùng gì? Như là các bạn livestream là 200 thùng như này trên một ngày. Lớn nhỉ? À dạ. Ồ, ở đây tôi thấy bên bưu điện họ đến họ lấy hàng đấy các bạn này. Ở đây các bạn thì đóng cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là đẹp các bạn. Bưu điện họ đang chất hàng lên trên xe đấy các bạn ạ. Ồ, anh chỉ làm việc với bên bưu điện thôi hả anh? À, chỉ bưu điện thôi, ngày chung cũng lại chở 3 lần trên 3 lần một ngày. Có khi nhiều cũng ít. À dạ. Tôi nhiều là buổi chiều. Thôi bây giờ mình bỏ qua mấy cái khu này đi vào cái khu chuồng cọp này đi ha. Xem ở trong cái chuồng cọp này nó có những cái gì. Tôi cũng gọi như là hơi mặt dày tí, coi như là tìm mọi cách để hỏi bí quyết làm ăn của anh ấy, của anh Ninh các bạn. Thì tôi mới hỏi anh ấy là dùng cái gì để phun cho những cái cây lan kia, những cây lan con và những cây lan lớn. Như ở đây ấy, thì các bạn biết là cái khu giàn này ấy, là tưới tự động. Một ngày là tưới 2 lần. Buổi sáng 7 giờ phun 15 phút. Và buổi chiều là khoảng tầm 4 giờ cũng 15 phút luôn các bạn. Thì ở đây là cái lưới này là che nắng đi 50%. Lưới màu xanh các bạn, lưới Thái đó. Và cái giàn này tôi thấy là cao khoảng 4 mét. Và cây lan mà treo cách lưới khoảng 2 mét các bạn nhé. Nghĩa là treo cách lưới khá là xa các bạn. Vì ở đây là xứ nóng và gần biển mà. Ở đây thì có một cái tầng cái kệ đấy các bạn. Những cái cây, những cái cốc lan mô kia cả. Thì anh Ninh dùng cái phân là B1. B1 xanh đây các bạn nhé. Nghĩa là trên cái bao bì thì tôi thấy là nó chỉ có là B1 và axit humic thôi. Cái lượng axit humic thì rất là thấp. Chủ yếu là B1. Và ngoài ra thì còn có cái phân là 30-10-10 gram mo của Mỹ. Và ở đây thì có cái phân của Thái đấy các bạn này, 21-21-21-TE. Thì cái phân này là nhập trực tiếp từ Thái về cả một bao lớn như này. Thì anh Ninh nói là không có bán mấy cái này. Thì ở đây tôi chia sẻ các bạn kinh nghiệm như vậy. Thì bây giờ cũng không biết là các bạn không mua được những cái này thì các bạn có thể đổi, chuyển hướng sử dụng sang cái này. Đây là tôi gợi ý nhé. Thì ở đây có cái phân là 20-20-20-20-TE gram mo để thay cho cái phân là 21-21-21-TE này của Thái. Còn nếu mà cái đây là một cái bộ
cái bộ sản phẩm gồm có 3 cái loại phân dùng cho cái ra hoa đây, dùng cho cái nảy mầm là 30-10-10, dùng cho cái ra hoa kích hoa là 6-30-30, và dùng cho cái cây để dưỡng cây á và cây phát triển đều á là cái 20-20-20 TE. Ngoài ra thì nếu mà cái B1 này mình không mua được của Thái thì các bạn có thể chuyển sang dùng cái vitamin B1 của Gramore đây các bạn này. B1 đây ạ. Chai B1 xanh nhé các bạn. Còn cái chai B1 vàng thì ở trong đấy nó có rất nhiều chất. Tôi thấy một số bạn dùng cái B1 vàng là khả năng nó bị cháy lan rất là cao. Thì cái dàn này là anh ấy đã treo ở đây được cả hơn một năm rồi các bạn. Và bộ rễ của nó rất là đẹp. Cây rất đẹp, khỏe, nắng rất nhiều các bạn nhé, nắng cực kỳ nhiều luôn đấy. Như ở đây là trồng bằng dớn vụn này các bạn này, đó thì các bạn có thể là tham khảo thêm một số những cái video clip của tôi và những cái bài viết của tôi đấy. Các bạn có thể áp dụng theo kỹ thuật phân và thuốc giống như ở trên đấy thì áp dụng trong vườn của mình. Ngày trước thì hơn 2 năm trước thì anh Ninh cũng có trao đổi với tôi và tôi cũng chia sẻ với anh Ninh một số những cái kỹ thuật trồng và chăm sóc mà tôi đã chia sẻ ở trong những cái bài viết trước. Và anh Ninh áp dụng theo những cái kỹ thuật của tôi. Đấy, cái này là nói riêng với các bạn là ngày trước do mình chia sẻ với anh ấy nên bây giờ mình vào trong vườn mình tự tung tự tác được như vậy đấy các bạn. Vì ngày trước là anh ấy chưa có kinh nghiệm á, mình chia sẻ nên là từ những cái sự tri ân đấy nên mình mới được quyền để mình quay những cái này. Chứ người bình thường thì chắc là không được đâu các bạn. Cái này cũng mình cũng nói sự thật thôi. Thành ra là những cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái bài viết của tôi ở trên trang dantranlan.com hoặc là những cái video clip ở trên YouTube. Các bạn gõ Nguyễn Ngọc Hà, Hoa Lan TV. Không bớt nha anh ơi, hai con 600 nha. Hai con 600 mà ok thì em gộp đơn cho mình. Rồi lên số điện thoại và địa chỉ em nè. Tôi vừa mới hỏi và nói chuyện với cái bạn đang live stream ở đây các bạn. Thì như thông tin tôi được nắm thì một ngày bạn đi bán được khoảng 15 đến 20 triệu. 15 đến 20 triệu cũng được chứ các bạn nhỉ. Mười mấy người một ngày. Theo tôi được biết thì doanh số của anh Ninh thì một tháng nó vào khoảng tầm doanh số một tháng khoảng tầm hơn 3 tỷ. Cũng khá nhiều các bạn ạ. Ở đây là một cái dàn khác của anh Ninh. Hiện nay anh đang có 3 cơ sở các bạn. Rất là nhiều những cái đai châu và những cái cây lan ở đằng kia nữa. Thì xin hỏi anh Ninh là trong quá trình mình trồng và chăm sóc những cái cây lan này anh Ninh, thì anh cảm thấy khó khăn điều gì và lo lắng điều gì nhất, và sau này thì anh đã giải quyết nó như thế nào ạ? Cái lúc đầu thì về cái đai châu thì mình ngại nhất là cái rùi vàng và cái thúi nhũng. Nhưng mà hiện tại thì cái rùi vàng và thúi nhũng thì mình cũng đã, cũng có lẽ là nói chung thì cái riêng cái thúi nhũng thì mình chủ yếu là quen mùa mưa. Một là mình chi kính không còn cái mưa, hai là mình chỉ tới mùa mưa. Những cái vườn nào mà nó không có chi kính cái bạc đã xuống thì mình sẽ dùng, mình hạn chế là cái các phân đạm trong quá trình mùa mưa đó. Nên là mình giảm lượng đạm đi. Giảm lượng đạm đi. Dạ. Giảm lượng đạm đi, ít lượng đạm lại trước khi bắt đầu mùa mưa đến. À, rồi. Ở những cái vết bệnh như này là có phải cho côn trùng nó chích không anh? Đây này. Cái này là vết như thế này là lúc trước kia là vận chuyển từ Thái về. À. Cho nên là nó. Vậy là một cái giò mà đột biến như thế này là không bán được nữa đúng không ạ? Phải để ngâm luôn. Nói chung vì là nó bị thối ngọn rồi này, nó dập này. Nó với trình đây là vận chuyển vừa nó bị thối ngọn. Dạ. Ừ, nó bị trầy với trình mà họ qua đó họ đóng. À. Sơ sức nhiều lúc nó bị còn nước đó. Như vậy là cái này coi như là mình phải ngâm vốn đấy. Ừ, ngâm vốn. Dạ. Như vậy là có phải hôm trước là anh hỏi em những cái vấn đề về thối nhũn thì dùng thuốc gì, và em tư vấn là dùng Poner với lại Casumin rồi Anchacol rồi các thứ đấy là phải không anh? Là đúng mình giải rồi, quyết. Lúc trước kia 2 năm trước thì có, hồi đó là chưa trồng cho nên chưa rành á, thì có nhờ anh Hè nè có giới thiệu những cái loại thuốc đó là sử dụng rất là tốt. Còn cái chỗ mà nói chung là về rùi vàng thì bây giờ anh dùng cái gì nhỉ? Rùi vàng thì đa số là giờ mình chỉ mua mấy cái thuốc mà nhấn mùng của
nói chung là vừa thuốc nhân mùng xịt rất là hiệu quả cao cho nên là cái rùi vàng thì giờ hiện tại thì cũng không có sợ nữa nó ngứa. Vậy là một tháng mình dùng một lần hả anh hay hai lần hay là tháng ấy chỉ là xịt ngừa cái nó một lần à? Dạ vâng, rồi xin cảm ơn anh nhé. Bên này đai châu anh trồng lâu chưa mà khủng thế này anh? Cái này thật sự để mình trồng được nói chung là gần được 2 năm, khoảng tương đương với khoảng là 20 tháng. Cái này là trồng trên lúa đúng không anh? Gỗ gì đây? Gỗ này gỗ lúa sao. Gỗ sao à? Gỗ sao. Còn nếu cây vú sữa thì nó sẽ đẹp hơn. Cái này là nhưng mà cây vú sữa thì em thấy là nó hơi dễ bị mục, nhanh bị mục. Đây này nó nát rồi đây này. Thì nó mục nhưng mà nó nhanh. Tại vì hồi cái này vú sữa hồi. Vậy thì sau này mình bán những cái này thì anh sẽ bán kiểu gì? Một thì nếu mà cây nó còn nguyên thì bán nguyên giò, còn cây nó không nguyên thì bóc ra. Bóc ra bán theo cân à? Cái bản lá này khoảng có 10 sen này. Vâng. Lá là 10 sen này. Ví dụ như một cái cây bản lá 10 sen này bán theo cân thì anh tính bao nhiêu tiền đấy? Cái này thì thường thường cây lớn hay nhỏ bán 10 sen thì bán cây ít cho bán cây. À. 8 dưới 8 sen nó lại chứ còn ví dụ như cây này sen. Đi, cây này đi. Cây này thì mấy? Cái này nếu mà bán cân thì cái này nó rơi vào khoảng nếu hàng sỉ 50 cân thì rơi vào khoảng có chừng hiện nay là 490.000 đồng trên cân. À vậy là gần 500.000 cân đấy. Còn những cái cốc đai châu bé bé này thì sao anh? Cái cốc đai châu bé bé này mình nhập trực tiếp từ Thái vừa thì khoảng 10 tháng tuổi trở lên, nói chung là nó rụng cái lá mấy lá rồi. Thì mình bán với giá là 175 một cốc này này. 17.500 đồng trên cốc. À bán lẻ cơ mà. Ví dụ em muốn mua một cốc thôi, em vào vườn em chỉ thích một cốc 25.000 đồng trên cốc. À 25.000 một cốc rồi. Thế đi, thế cho nó gọn đi chứ ai bây giờ em mua về em chơi em có mua 1.000 cốc làm gì đâu, chỉ mua khoảng một cốc thôi. Mà một cốc anh có ship không? Không, một cốc có ship, đơn hàng phải trên 200.000 đồng thì bên bộ phận bán lẻ họ mới ship. À rồi. Wow, ở đây có một cái cây đai châu kinh khủng. Hàng Thái hả anh? Hàng Thái. Cái này trồng cũng là 18 tháng nè. Làm ít à? Đúng rồi, 18 tháng nè. Cái này trồng sâu cây kia mấy ngày nè. Cây này 18 tháng hồi trồng cây nhỏ xíu siêu luôn. Wow. Nghĩa là cây nào anh? Cây như nào? Cây lúc mới trồng là như nào? Cây mới trồng nó có hình như hồi như nó rụng lá rồi. Đây đây sữa đây. Nó nhỏ xíu. Đây, nó bị xíu này. Xíu gì à? Nó nhỏ hồi chưa có lấy này như, đâu. Như cây bên kia hả? Hồi trồng là tầm mấy cây này nè. Đâu anh? Tầm cây này nè. À đây, lúc mới trồng đây. Rồi bây giờ lá nó cứ mít dần đấy hả? Mít dần. Nghĩa là cái cây này lúc đầu lá nó dài nhưng sau này lá sẽ mít. Ừ đúng rồi, mình trồng độ nắng nó nhiều nè, nắng 50%, nắng lưới xanh. À lưới xanh đen nó che đi 50% nắng. 50. Dạ. Rồi. Quá đẹp các bạn ạ. Cái khu này toàn là những cái cây lan đang nở hoa, quá tuyệt vời các bạn ạ. Nở cực kỳ tươi luôn. Ở đây là một cái cây giả hạc. Bông giả hạc. Sáng lắm mà lên hình. Úi giời tối thế nhỉ. Điện thoại mình nó không được xịn lắm. Nhiều những cái bông lan nở, đang nở rất đẹp các bạn. Nhưng mà treo cao quá, không có được. Bây giờ phải đưa lên này mỏi tay. Cây này hoa nó màu hồng tươi luôn. Ở kia các bạn thì vẫn đang tích cực live stream các bạn ạ. Bây giờ đã là gần 12 giờ trưa rồi. Cây hoàng hậu đây các bạn ạ. Cây lan hoàng hậu đang nở hoa đây. Vòi hoa này dài khoảng 80cm nhé. Cây này nó chắc nó hơi suy một chút nhưng mà hoa rất là sáng. Hai giò hoa hoàng hậu rất sáng. Cái cây này hoa tươi quá. Cây này là cây gì anh nhỉ? Cây này là cái Atco. Atco à? Atco. Cái này một cây thì bao nhiêu anh? Nếu một cây này thì bán ra khoảng 150.000 đồng. Úi giời, rẻ vậy thôi á? Một cây hay là một chậu? Một chậu. À một chậu này một cây mẹ, ba cây con. 150.000 đồng. Trăm rưỡi. Hoa này bền không anh? Hoa này khoảng nếu mà tưới nước thì nó trên 20 ngày mà không tưới nước thì hơn một tháng. Wow. Asco. Hoa nó cũng không thơm các bạn ạ. Nhưng mà bền. Đây treo nó lên này.
Rẻ quá nhỉ. Rẻ này Việt Nam mình năm sau cạnh tranh lại nổi trời. Cái này cái gì anh ơi? Cái đó là mocara. Mocara nhỏ này hả? Mocara nhỏ. Cái giống này thì mình bán xỉ hay lẻ đây anh? Nếu bán xỉ thì nó rơi vào khoảng 60.000 đồng. Dạ. Như anh chậu, còn cắt cành thì nó rơi vào 30-35.000. Hoa tươi lắm các bạn ạ. Các bạn nào mà làm tiểu cảnh hay là khu du lịch, khu du lịch hoặc là khu resort ấy, thì các bạn nên liên hệ làm quán cà phê sân vườn chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ với bên chỗ này để nhập về trồng ở trên những cái cây, trồng ở trên những cái cây ở trong trong vườn của mình. Thôi bây giờ tôi cũng phải gần đến giờ ăn rồi, nhưng mà chưa ăn được, bây giờ phải đi quay tiếp các bạn ạ. Cái này ở đây tôi thấy là cái cây gì nhỉ, cây cù lao minh đột biến các bạn ạ. Hoa của nó, hoa cái cù lao minh này đột biến hoa nó cũng bình thường phải không anh? Hoa chỉ có mỗi bình thường, mỗi đây. Cái lá là đột biến thôi nhỉ. Lá này là phát tài các bạn, lá sọc sọc. Thôi để mình đi sâu vào cái vấn đề lá phát sọc sọc đi. Cái khu này là khu hàng đột biến của anh Trần Bá Ninh. Như ở đây có cái cây này như mới trồng vào đây phải không anh? Mới trồng. Cây này là cây gì đây nhỉ? Cái này cây mocare. Cái này hàng rừng ạ? Hay gì đấy ạ? Mocare, nói chung là mình chỉ biết mocare. Hàng này hiếm không anh? Hàng này cũng rất là, mình cũng rất là nhiều. Người ta, cái này là người ta nuôi mô được hả? Cái này người ta cắt cành, người ta dăm không à? À không nuôi mô được. Đề số là cắt cành. Nghĩa là nuôi mô cái này là nó sẽ không có đột biến nữa. Cái này là châu rừng, cây châu à? Lèo, lá sọc. Không, em đang hỏi cái vấn đề cái cây này này. Cái này người ta có số lượng hàng nghìn cây không ấy? Cái số lượng này đề số là đột biến, lâu lâu có cây có mình mua có. Nghĩa là số lượng ít đúng không ạ? Lượng ít. Rồi ok. Thế còn cái cây này? Cái này là châu rừng Nam Lào, hàng sọc, một mỹ một con. Cây Nam Lào ạ? Nam Lào. Rồi cây nào mà anh cảm thấy là trong vườn của anh tâm đắc nhất, cái cây nào anh mang đây cho em xem với ạ? Để chia sẻ cho các bạn và mọi người coi với ạ. Rồi anh đang cầm cái cây phát tài ạ. Đẹp quá các bạn ạ. Anh phải nói chậm chậm thôi, không có các bạn ở miền Tây với các bạn ở miền Bắc họ không nghe được, họ không hiểu đâu. Không có thì em sẽ thuyết minh lại. Ở dưới này thì em thấy là cái lá nó rất là đậm, nhưng mà ở trên này nó nhạt. Như này thì có phải là nó mất đột biến không anh? Cái cây này thì mình mua rất là lâu rồi. Lúc trước á là mình mua thì cái cây này lá nó như thế này nè. Hồi cái lá mình mua lá này á là nó nhạt lắm. À. Lá mấy này nó đậm do quá trình nó vận chuyển đi tới đi lui đi nhiều chỗ á, cái nó rụng lá. Đi nhiều quá đi nó sốc nhiệt thời tiết. Thì cho nên là cái lá nó có như gì nè, hồi trước như vậy xong ở dưới này càng già nó càng đậm càng già. À, nghĩa là càng ngày càng già đi thì cái lá nó càng đậm. À. Đậm dần. Nhưng đặc biệt nó có một cái là cái rễ của nó lại là lúc nào cái rễ có một đột biến đây, màu rễ màu vàng. À đây đây, cái rễ vàng màu vàng này đây, ngay tay của mình đây. Dạ. Nó khác biệt đối với những cây khác. Dạ. Đó. Rồi. Cho nên cái cây lá nó vàng quạch như này là cây gì đấy anh nhỉ? Cây Vanda. Cây Vanda, một mỹ 8 con, lá sọc, cây nào cũng sọc á. Một à. Mỹ 8 con. Dạ. Một mỹ xin lỗi, một mỹ 7 con. Một mẹ 7 con, nhưng mà cái lá chỗ này nó lại vàng quạch như này là sao anh? Nói chung này nó chảy nắng à? Không, cái này là gọi là đột biến, lá kẽ. À, lá kẽ đột biến. Lá kẽ đột biến. Nhưng mà bụi này anh có bán không nhỉ? Cái bụi này thì thật sự ai mua thì nếu được giá thì mình cũng bán. À rồi. Cây này sao anh? Cây này này. Cây em đang cầm đây có hoa đây này. Cái này là cây mocare, hàng lá kẽ. Dạ. Cái này có hiếm không anh? Cái này nói chung cũng ít. Dạ. Rồi bây giờ tôi sẽ sang cái đường bên kia nhé các bạn. Úi giời. Nóng quá, mồ hôi nó ra trơn tay, suýt nữa rớt điện thoại các bạn ạ. Ở đây có mấy cây đột biến lá kẻ đang ra hoa các bạn. Cái cây này cao 2m nhỉ? Cái này cây 1m tới mấy á. Dạ. Cây gì vậy anh? Cái này cây là mocara lá kẻ. Dạ. Mocara lá kẻ các bạn ạ. Đây. Tôi thấy ở trong cái chuồng cọp này toàn là lá kẻ các bạn ạ.
Hình như anh đặc biệt có cái thú vui siêu tầm hàng lá kẻ phải không anh nhỉ? Đúng rồi, mình thích lấy kỹ ai bán giá rẻ rẻ là mua. Cái bạch cầu. Bạch cầu. Bạch cầu. Dạ, bạch cầu. Đột biến. Bạch cầu đột biến lá kẻ các bạn. Hay nhỉ. Đây, kẻ nhà lá viền nhá các bạn nhá. Đây, tôi quay sát vào đây này. Cây này chắc là nó cũng chuẩn bị nở phải không anh? Đây này có cái vòi hoa đây này. Đây cái vòi hoa đây. Chắc là khoảng 1 tháng nữa nở đấy. Cái bụi này khủng quá nhỉ, anh sưu tầm được bụi này lâu chưa anh? Sưu tầm bụi này được khoảng 7 tháng, 6 7 tháng gì đó. Bụi này phải tầm 8 cân đấy nhỉ. Như khúc gỗ là nặng hơn. Dạ. Còn ở bên này là những cái cây gì đây? Cây hàng đột biến này, hàng này hàng gì đấy ạ? Nó là biến mấy cây nhỏ nhỏ bên sau. Đây là hàng heo quay đột biến. Chỉ có cây nhỏ nhỏ sau đột biến. Đúng thôi. Sau đột biến. Thôi được rồi, bỏ qua cái đó đi. Còn cái cây đây từ gốc là thật con này, chưa quay chỉ đây. Dạ, chờ em một chút anh ơi. Để em quay nốt cái khu đột biến này một chút. Chắc là mấy cái này phải chờ hoa mới thấy được quá. Đây phải không anh, đột biến đây hả? Lá nó trắng này à? Hình như là không thấy nét được phải không các bạn? Cái đầu lá nó trắng đấy. Hôm nay thực sự rất là vui khi mà được có mặt tại vườn của anh Ninh và được chiêm ngưỡng rất là nhiều những tác phẩm tuyệt vời của anh Ninh. Kênh Hoa Lan TV luôn muốn chia sẻ đến các bạn những cái thông tin khách quan nhất và những cái thông tin đầy đủ nhất cũng như là phi lợi nhuận để giúp cho tất cả những người yêu lan và chơi lan trên toàn quốc nắm được thông tin một cách trọn vẹn. Và nhân đây thì anh Ninh có thể gửi lời chào đến tạm biệt đến các bạn được không ạ? Em xin chào các bạn yêu lan trên toàn miền Trung Quốc. Cũng là hôm nay là đến vườn của em cũng là lần đầu tiên ngày đến, nói chung em cũng chúc các bạn chơi hoa và tất nói chung là cái sự đam mê của mình và cũng có một cái niềm vui của mong của nó. Thôi em cũng xin chào và tạm biệt các bạn. Xin chào anh, chúc anh sức khỏe nhé. Cảm ơn. Tôi mà được ở trong cái giàn này thì chắc là tôi sẽ mang kéo vào để tôi tỉa hết những cái rễ khô các bạn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh Hoa Lan TV và chia sẻ những cái video clip để lan tỏa những cái kiến thức đến mọi người. Như thế đây tôi cũng chúc cho các bạn chơi luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe hạnh phúc ạ.